Xin kính chào quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì cửa hàng chúng tôi lại về một chiếc xe SUV 5 chỗ ngồi. Đó chính là chiếc xe Mazda CX-5. Chiếc xe được sản xuất cuối năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì mới lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi và là cái phiên bản 2.0 số tự động 2 cầu quý vị và các bạn nhé. Sản xuất cuối năm 2015, số tự động 2 cầu. Chiếc xe này chúng tôi vừa mới mua về được, cho nên là anh em chúng tôi đang bắt tay vào bắt đầu lau dọn. Chiếc xe rất là mới, rất là đẹp, cho nên là tự lau dọn lấy một chút qua loa đi cho nó để bán thôi. Chứ đẹp sẵn rồi quý vị bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe này mới lăn bánh được có 6 vạn 1 km thôi, hơn 6 vạn một chút. Đấy, số tự động 2 cầu, màu trắng quý vị bạn nhé. Sản xuất cuối năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 595 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn nào mà đang có nhu cầu về chiếc xe Mazda CX-5 thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda CX-5 2015 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để được đón nhận những chiếc xe mới nhất mà chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Đấy, chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Anh em chỉ cần dọn dẹp lau qua đi một chút là đang bán thôi ạ. Đấy, anh em đang tập trung hết vào để lau dọn, tự lau dọn lấy thôi, lau qua một chút thôi, chứ vì chiếc xe này nó đã đẹp sẵn rồi quý vị các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhá. Sản xuất cuối năm 2015 mà mới chạy có 6 vạn, hơn 6 vạn một chút thôi ạ. Rất là đẹp, phiên bản số tự động 2 cầu. Đi dòng 2 cầu này thì rất là thích quý vị các bạn nhá. Đấy, đây là rất là đẹp. Full option. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo ạ. Mm-hmm.